Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay ngày thứ hai mình tới mở live. Bây giờ ăn sáng xong rồi ở khách sạn. Bây giờ lên xe bus để người ta chở mình đi vòng vòng. Rồi 1-2 phút cái nó vàng. Mà hôm nay giờ ngủ dậy cho mưa. Nhớ Việt Nam, giống Việt Nam lắm cả nhà. Quay cho cả nhà coi nha. Bây giờ mình đi đến để thăm cái hang động này của người Ấn Độ nha cả nhà. À, phía trước đó là vị thần Ấn Độ, phía ngoài đây là vị thần lớn, còn mình chúc mình đi vô động á là một có vị thần nhỏ trong đó. Mình sẽ đi vô động đó để tham quan và sẽ quay cho mọi người coi trong đó nha. Còn ở đây bây giờ thì nghe những đoàn anh nói là có trà kéo là của Malaysia. Thì bây giờ có thể mình uống thử cả nhà nha. Khu này cũng cảnh này rất đẹp nha cả nhà. Bồ câu ở đây họ nuôi bồ câu cho ăn rất nhiều cả nhà. Mình muốn cho bồ câu ăn thì mình tới đây mình mua mấy cái bánh này nè, họ cho bồ câu ăn. Giờ mình sẽ tham quan nha, vô bên trong tham quan trà kéo. Trong đây cũng có những cái món đồ lưu niệm, mình muốn mua thì mua, mình không mua thì thôi. Trà này cả nhà, trà kéo. Em kéo là diễn vậy đó nha. Đây là bánh trái cây, bánh trái, đây là những cái dòng bông mà. Wow, một câu quá trời luôn. Đây giống như cái cung điện như thế này. Cuộn câu quá trời.
sâu. Quá trời một câu. Nhặt luôn đi cháu. Còn đây là cái tượng này là của biểu tượng của người Ấn Độ nha cả nhà. Đó, mình sẽ đi theo cái cầu thang đó, cầu thang màu xanh xanh đỏ đỏ đi lên trên đó cả nhà. Đi lên đó là vô cái động đó. Động đó kêu người ta gọi là động Matu. Đó. Quá trời. Và khu vực này là người Ấn Độ sống rất nhiều nha cả nhà. Đây giống như là thủ phủ người Ấn Độ vậy đó. Đó cho nên là toàn bộ trang trí theo cách của Ấn Độ. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lên nha cả nhà. Ở đây khỉ rất nhiều. Giờ mình sẽ lên nha cả nhà. Lên đó. Khỉ nhiều lắm luôn. Wow, mới đi có một nửa cả nhà. Mới đi có một nửa mà mệt mỏi luôn. Wow, khỉ à. Ở đây khỉ rất nhiều cả nhà. Hai cha con giờ đang đi xuống cả nhà. Wow. Động rất đẹp các nhà. Bà xã không có lên nữa nha. Bà xã đi cầu thang không nổi nên đứng dưới của mình. Đây là tôi đang nhìn xuống nha cả nhà. Nhìn xuống. Rất cao, rất đẹp. Mình là núi. Có cái hàng núi. Đây là cửa vô động nha cả nhà. Đó đây là. Rất là đẹp. À, bây giờ đi vô. Trong đây là có nhiều cái động nè cả nhà. Đó, đây là động chính hay gì nè. Đây có một đường lên động nữa nè. Mình không biết sẽ đi đường nào đây. À, đây là động Ba Tu cả nhà. Đây là giống như là một cái chùa vậy cả nhà. Giống như một cái chùa của người Ấn Độ vậy. Người Ấn Độ họ rất là có một cái gọi là cái gì quên rồi. Giống như sùng bái cả nhà. Giống như mình là đạo Phật, ai theo đạo Phật thì đạo Phật, ai theo đạo Công giáo thì Công giáo vậy. Wow, đây đẹp quá. Kia là cây cối, đó là trên đỉnh nha cả nhà. Này giống như là cái lễ nha,
lễ hội gì người ta cúng bái gì. Đây là nét đặc trưng của người Ấn Độ đây. Rồi, lên đây nha, đây mình lên giữa hang động luôn nè. Giữa hang động luôn nè. Đó, mình đang đứng giữa hang động. Đây cũng là chỗ người ta cầu nguyện đó nha. Cho nên mình muốn lên đó mình phải bỏ dép ra, không được mang dép lên đó. Trong đây một động lớn, có chia ra nhiều động nhỏ cả nhà. Động nhỏ thường thường họ sẽ thờ. Rồi bây giờ mình sẽ xuống nha cả nhà. Ồ, lên đây gió mát ha. Rồi mình sẽ đi xuống. Cái bậc thang ở ngoài đi vô là 250 hoặc 270 gì đó cả nhà. Rồi bậc thang ở đây lên thì ngắn, ra ngoài kia mới nhiều. Đẹp quá. Nè, người ta cầu nguyện như thế nào. Rồi bây giờ mình đi xuống lại nha cả nhà. Ok, let's go nha. Một thang lên cũng đuối nha. Bây giờ đi rất khỏe, xuống khỏe hơn. Trên đây nhìn xuống rất là đẹp. Đây, còn mấy bước nữa xuống dưới cả nhà. Mọi thấy chỗ này đẹp quá, quay cả nhà coi nha. Rất là đẹp. Đây khỉ nhiều cả nhà. À, người ta dặn mình đi là cẩn thận điện thoại nha. Đây nè, anh đang ngồi đây nè. Bây giờ sợ nó giật như cả nhà. Giật là mất luôn á. Cái đường quanh kia nó nhưng mà chắc mình không có đi đâu. Rất là mệt. Thôi đi xuống rồi cả nhà. Thì mấy em đi, let's go. À, cả nhà ơi, thì cái video mình quay cho cả nhà coi đến lộng Ma Tu đây nè, thì mình thấy nó cũng dài dài là cả nhà. Thì ở đây có những cảnh đẹp gì mình sẽ quay cho cả nhà coi nha, nhưng mà hiện tại bây giờ mình đã đi xong rồi, mình cũng quay hết rồi. Thôi tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà video sau nha cả nhà. Chào và tạm biệt. Trời, cái số mồ hôi đổ. Thôi bye bye cả nhà.